Cầu Rồng Đà Nẵng mỗi lần phun lửa thì tốn bao nhiêu tiền? Xin chào các bạn nha, Cầu Rồng đây. Và đợt rồi đi Đà Nẵng mình cũng không nhớ là mình đã đi qua cây cầu này mấy lần nữa. Lúc thì xe máy, lúc thì xe hơi, khi thì đi bộ, đủ hết trơn à. Bởi vì đối với mình thì cây cầu này có một cái sức hấp dẫn như là một điểm tham quan du lịch tại Đà Nẵng gì đó. Cây cầu được xây dựng từ năm 2009 tới năm 2013. Cầu dài khoảng 666m, rộng 37,5m, với điểm nhấn là hình tượng một con rồng thời Lý bay dọc theo thân cầu, đầu rồng hướng về biển Đông. Con rồng này là tác phẩm sáng tạo của hai vị kiến trúc sư người Mỹ, với độ dài ước tính lên tới khoảng 500m, nặng 9.000 tấn. Và tính tới thời điểm hiện tại thì đây đang là con rồng bằng thép lớn nhất hành tinh. Và sở dĩ mình nói cây cầu rồng này cũng được xem như là một điểm tham quan du lịch là bởi vì con rồng này được trang bị một hệ thống đèn LED rất là đẹp, và ngoài ra thì nó còn có thể phun được nước và lửa nữa. Và cũng từ đó thì người Đà Nẵng mới hay gọi vui con rồng này là con rồng cái ha, bởi vì nó có điện nước đầy đủ. Vậy thì tới Đà Nẵng làm sao để xem được rồng phun lửa? Thì câu trả lời là chúng ta phải có mặt ở đây vào lúc 9 giờ tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Và mấy bạn coi nè, trời đất ơi, quá trời người tới coi luôn, đông ghê lắm, trên cầu dưới cầu gì là kín mít luôn, rồi người lớn hay trẻ nhỏ gì cũng nô nước hết trơn á, nhất là khi mà mới phun lửa ra ha. Theo mình tìm hiểu thì con rồng này sẽ phun lửa trong 2 phút, chia làm 3 lần và mỗi lần thì phun 3 nhịp. Như vậy con rồng này sẽ phun tổng cộng là 9 quả cầu lửa. Mỗi quả cầu lửa sẽ có đường kính từ 3-4m, dài khoảng 10-15m và đạt góc nghiêng từ khoảng 15-45 độ tùy vào hướng gió. Cảnh tượng rồng phun lửa thì tạo ra một niềm phấn khích cho tất cả mọi người đứng xem, và sau khi phun đủ 9 quả cầu lửa thì con rồng này sẽ bắt đầu phun nước. So với phun lửa thì phun nước cũng là phun, nhưng mà nó lạ lắm mà nha. Bởi vì theo tính toán của các kỹ sư thì người ta sẽ không có để cho tàn lửa rơi xuống đất, đảm bảo an toàn cho người xem. Tuy nhiên tới cái lúc phun nước thì người ta không có tính như vậy ha. Và đặc biệt là cái cột nước nó còn rất là xa nữa, chắc cả 100m á. Nè, chạy quá chạy luôn nè. Tuy nhiên thì mình nghĩ nó cũng có cái thú vui, cái kỷ niệm á ha, chứ cũng không có tới mức gọi là nguy hiểm. Và quay trở lại với câu hỏi ở đầu video, vậy thì mỗi lần phun lửa và phun nước như vậy á thì Đà Nẵng tốn bao nhiêu tiền? Và thật bất ngờ là 9 quả cầu lửa này chỉ tốn có 2,5 triệu đồng thôi, trong khi 3 phút phun nước này chỉ tốn có 250.000 đồng à. Từ đó mình mới thấy được tầm quan trọng của thứ gọi là ý tưởng ha các bạn. Vì bỏ ra có chưa tới 3 triệu mỗi tối, Đà Nẵng đã tạo ra một sản phẩm du lịch cực kỳ hiệu quả mà còn mang dấu ấn của riêng mình nữa. Giờ cả cái Việt Nam này mà nói tới cầu rồng Đà Nẵng thì làm gì còn ai là không biết. 1, 2, 3 đi. Ê. Đó, đi review nó khổ vậy đó.